bây giờ nó thối quá chừng thối rồi, bây giờ là không có xài được trơn á, ban đêm nó hất lên nó thối ngủ không được luôn á, không ăn uống gì được mà tắm rửa cũng không được luôn. Giờ phải có cái thùng này mình hứng mưa rồi mình xài ăn uống tắm rửa đồ cũng được, giờ không có tiền mua nữa, không có tiền mua thùng chứa nước xài nữa nè. Được 4.500 một ký chưa? Ừ. Rồi hái thường bữa giờ được nhiều chưa? Mới hái nguyên đám bí, đợt này thất quá trời luôn, nó bị hư á sao? Ừ. Lật lên nó lủng ở dưới mé đất á. Ừ. Hai mày được con tấn mấy mà tới đây rồi nè, còn đây qua đó. Nó bốn bao nhiêu rồi? Bốn bao nhiêu tiền rồi? Hồ lốn mà chẳng em biết nhiêu nữa. Nó thu được tấn mấy là được bao nhiêu? Được 4.000.000 mấy hả? À, chắc một tấn thì được 4.500.000 đó. À. Mà mấy tháng trời mới được nó? Dạ. Năm nay bí thất quá trời luôn, 3 tháng rồi. Năm nay bí hư chân, bệnh chân, không có trái chân chân, nó xịu trái. Rồi, được rồi. Thế sao cân cân sao mấy ký đi? Dạ. Mang cho bạn này, bạn mang về cho người ta. Để ngồi lũng cho bịch. 5 ký thôi. Hái mới được bí,